ngàn đồng. Kính cảm ơn chị Nhất Quỳnh. Con kính đảnh Hội Tâm, ân Đức Phật, ân Đức Pháp và Tăng. Con kính đảnh lễ chư Tôn Đức trong Đạo Tràng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Sư Tuệ Nhẫn, Sư Pháp Tịch, Sư Minh Mẫn, Cô Tu Nữ Thâm Á Chá Rí. Con kính chào Đạo Tràng. Kính cảm ơn quý vị cho biết tín hiệu nghe rõ. Sau đây con xin kính câu pháp cú số 250. A sa ha se na tham me sa me na na ya ti pa re tham ma sa ku to tha vi tham ma tho ti pa vu cha ti. A sa na tham me na sa me na na ya ti pa re tham ma sa ku to me tha vi tham ma thù bao phúc chá tí. A sa ha se na tham me na sa me na na ya ti pa re tham ma sa gu to me tha vi tham ma thù tí bao phúc chá tí. Không chuyên chế đúng pháp công bằng dắt dẫn người bậc trí sống đúng pháp. Thật Pháp Trụ, bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. A sa ha se na tham me na sa me na ya ti pa re tham ma sa ku tu me tha vi tham ba vu cha tí. Chớ nên thụ dối gian, phải theo pháp luật đàng hoàng phân minh, chẳng nên chuyên chế anh sống đúng như vậy xứng dinh trí hiền. Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Kính mời chị Trần Đạo. Dạ Nam Mô Giá, Nam Mô Thanh Hòa Giá, Nam Mô Sơn Khà Giá. Con kính lễ Thượng Phẩm Minh Hạnh Đại Đức Cơ Dũng, Đại Đức Vũ cùng chư Tôn Đức Tăng. Tôi nữ kệ duyên của những thân mai cha lý kính chào quý anh chị trong đạo tràng. Cảm ơn chị cho biết tín hiệu nghe rõ. Con xin nơi kể của kinh pháp cú số 257 ạ. À sa ha se na tham me na sa me na na ye tham ma sa gút tu me tha vi tham ma tu hi cha chi. A sa ha se na tham me na sa me na na hi pa re tham ma sa vut tu me tha vi tham ma thu ti pa vut cha chi. Không chuyên chế đúng pháp công bằng chắc những người trí sống đúng pháp thật xứng danh pháp trụ, đó là khổ thơ của Hòa Thượng Thích Minh Châu. À sa ha se na tham na sa me na na ya ti ba ye tham ma sa gu tu me tha vi tham ma thu ti ba gu tha tu. Thủ thực giới gian phải theo pháp luật đàng hoàng phân minh, chẳng nên ép như vậy sự dinh kích, đó là thể thôi cô mà thực cho con đã kể xong cho huynh quách và chúng tôi với dạ sa thu sa thu lầy xin chân đạo. Nam mô Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sáng Khà Giá, kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ chư đại đức tăng trong đạo tràng, kính chào quý tu nữ cùng toàn thể các quý đạo hữu trong rung là con xin được kể kinh pháp cú số 257. Đồng xin chân đạo cho biết kia. A sa ha se na tham me na sa me na na ya ti pa re
Phasa gutto me thawi thamato ti pavukyati asahasena thamena thamena nayati pare thamasa gutto me thawi thamato ti pavukyati asahasena thamena Samena yati pare Thammasa gutto me thawi Thammato ti pavukyati. Không chuyên chế đúng pháp bằng dắt dẫn người, bậc trí sống đúng pháp thật xứng danh pháp trụ. Bản dịch của Ngài Minh Châu. Chớ nên thủ thuật dối gian, phải theo pháp luật đàng hoàng phân minh. Chẳng nên chuyên chế ép hình, sống đúng như vậy xứng với hiền. Bản phổ thơ của Ngài Giới Đức. Dạ, Nam Mô Phật Thầy Gia Con xin được xuống ích cả mến mời Sít Ái Minh. Yeah. Nam Mô Phật Thầy Gia, Nam Mô Thầm Mà Gia, Nam Mô Sân Khà Gia. Con kính đảnh lễ ân chư Phật, kính đảnh lễ ân đức giáo pháp, kính đảnh lễ ân đức chư tăng, con kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh, đại đức Pháp Tính, đại đức Minh Mẫn, đại đức Tuệ Tu Nữ Tham Mái Gia Ri, cô Tu Nữ Tuệ Duyên. Dạ, ấy mình kính chào quý anh chị, cảm ơn chị Nhật Quỳnh, cảm ơn. Con xin phép được trả bài câu 157. Asa se na te na sa me na na ya ti pa re thamma sa gu to me tha vi tho ti pa vu cha ti asa se na thamme na sa me na na ya ti pa re thamma sa gu to me tha vi ma tho ti pa vu cha ti không chuyên chế pháp, con người bậc trí sống đúng pháp thật xứng danh pháp trụ. Bản dịch của Hài Thượng Châu. Asa se na sa me na na ya ti pa re thamma sa gu to me tha vi thamma tho ti pa vu cha ti asa se na tham me mê na na ya ti ba re tham ma sa gu to mê tham ma thù ti ba cha ti. Chớ nên thủ thuật dối gian, phải theo pháp luật đàng hoàng phân minh. Chẳng nên chuyên chế ép hình, sống đúng như vậy xứng vinh trí hiền. Phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, con kính dâng mít đến cô ạ. À. Nam mô Phật Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sàng Thầy. Dạ, cảm ơn cô Trần Đạo, cảm ơn cô Ái Minh. Dạng đơn và cho biết cô Đạo Ái Minh cho biết là nghe rõ. Dạ, con kính lễ chư Phật, con kính đảnh lễ giáo pháp, con kính đảnh lễ tăng, con hàm ở Đức Minh Mẫn, ở Đức Pháp Tính, cùng chư tôn Đức Tăng ở những đức này mà con không được biết. Dạ, cảm ơn cô Nhật Quỳnh. Xin chào toàn thể quý vị. Xin hỏi nghe lại chưa? Cảm ơn cô Đặng Đông. Xin hỏi quý vị nghe lại chưa?
Dạ, dạ xin cảm ơn. Dạ. Dạ cảm ơn. Để thầy kéo bài xuống đó. Dạ con xin đọc lại ạ. A se na tham mê la sa mê la la ya ti re tham ba sa vun to me tham phi tham ba tu ti ba vun cha ti a sa ha se na tham mê la sa mê la la ya ti la re tham ba sa vun to me tham phi tham ba ti ba vun cha ti Asahase na kambena Samena na jati padre Hamba sabun tobe kambi Kuti babuti Không chuyên chế chúng pháp Công bằng tất dẫn người Bậc sống chúng pháp Phật xứng danh pháp chủ đó là cuộc thơ của Hòa Thượng Thích Minh Châu chớ nên thủ thuật núi giang phải theo đàng hoàng thông minh chẳng lên chuyên chế ép thần sống đúng như vậy xứng vinh chỉ hiền. Dạ con đã trả bài xong rồi. Thấy thì giờ còn nhiều nên mời ai thì cô nhập quần ông solo nhé, mời cô. Nam mô Bích Tha giá, một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức Như Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ cảm ơn Đăng Đông, cảm ơn Thích Văn Việt cho Như Quỳnh biết được tín hiệu. Sú Khá ơi, Sú Khá vào đạo tràng có nghe được âm thanh Như Quỳnh không? Này Sú Khá có cầm mic được không Sú Khá ơi? Alo alo, rồi mời Sú Khá nhé. Hello. Con cảm ơn cô nhiệt tình, cô Dạng Đông, cô Trần Đạo cho con biết tin hiệu. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sa Ca Giá. Nghe anh Đức Chư Phật thống đứng giáo pháp anh Đức Chư Tăng. Dạ, kính nghe thượng tọa Minh Hạnh, Đại Đức Mẫn, Đại Đức Phật, kính cùng Chư Tôn Tăng. Xin chào cô Tư Lữ, quý cô chú Phật tử trong đại chế phương sinh nhập cô số 257. Asahase tham mê na sam mê na na giác tì pa mê tham ma sa vô tổ mê tha vi thổ tì pa vô cha tì Asahase na tham mê na sam mê na La sa ti pa re tham ma sa u to me tha li tham ma thu ti ba vu cha ti a sa ha se na tham me na sa me la la sa ti pa re tham ma sa u to me tha li tham ma thu ti ba vu cha ti không chuyên chế đúng pháp công bằng dắt dẫn người bậc trí sống đúng pháp thật xứng danh pháp trụ đó là toàn gì có tổng thống đi chơi. Dạ con đã đọc bài xong rồi. Dạ người con kính người cô mới biết là ngồi bức thẳng ạ. Dạ xà thủ kính cảm ơn Sú Kha rất là nhiều. Dạ cảm ơn Đăng Đồng cho Nhật Quỳnh biết được hiệu Nam Mô Bích Tha giá. Dạ con xin được trả bài. Dạ, cảm ơn Hoàng Nguyệt. Con xin được trả bài pháp của kinh số 257. Asa ha se na tham me na sa me na na ya ti ba re tham ma sa vut me tha vi tham ma tho ti ba vut cha ti Asa ha
Sê na mê na sa mê na na ya ti ba rê tham mát sa vút tô mê tham mát thô ti ba vút. A sa ha sê na tham mê na sa mê na na ya ti ba rê tham mát sa vút tô mê tha vi tham mát thô ti ba vút cha ti. Không chuyên chế đúng pháp, công bằng dẫn sáng đúng pháp, thật xứng danh pháp trụ. Và đây là bản chuyển ngữ của ngài Hòa thượng Minh Châu. A sa ha se na tham me na sa me na na và tỷ ba đề thầm mắt sa gút tàu mẹ tha vi thầm mắt thô ti bà vụt cha ti à xa à thầm mẹ na xa mẹ na na và tỷ ba đề thầm mắt sa gút tàu mẹ tha vi thầm mắt thô ti bà vụt na ti a sa ha se na tham me na sa me na na ya ti ba re tham ma sa vut to me tha ti tham ma tho te ma vut cha ti. Trở nên thủ thực giới gian phải luật, phải theo pháp luật đàng hoàng phân minh, chẳng nên chuyên chế ép mình sống như vậy, xứng dinh trí hiền. Và đây là bản thơ của Hòa thượng Giới Đức. Con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức, nhất bình kính cảm ơn. Dạ đồng hồ con mấy phút, nhưng mà nếu đại đức minh mẫn cho phép, con xin thỉnh pháp sư sớm mấy phút được không? Bạch sư, sư có trước máy chưa? Sư xin một tín hiệu à. Dạ, sa thú lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân đại đức tuệ nhẫn đã từ bi hoan hỷ cùng chúng con ôn bài pháp của kinh số 257. Nhật Quỳnh kính cảm ơn cô tu nữ Thâm Má Chá Rí, Sú Khá Anh Đục Khá, cô Ái Minh, Vinh Bát Tha Ná, Sinh Trần Đạo, Đặng Đông đã hoan hỷ lên kệ kinh. Dạ, một lần nữa con cung thỉnh thầy Minh Mẫn cho con xin một tín hiệu bạch sư. Dạ, đại đức Minh Mẫn cho con xin một tín hiệu, con thay mặt đạo tràng cung thỉnh mấy phút được không? Sao chúng con học sớm nghỉ sớm bạch sư. Dạ, chưa có trở lại máy. Đạo tràng có đồng ý cho Nhục Quỳnh thỉnh pháp sư sớm không, để chúc sư trở lại máy nhà thỉnh được phải không? Dạ, cảm ơn Quỳnh. Nam mô Bụt Tha Ya Sang Kha Ya. Nam mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddha Sa. Nam mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddha. Nam mô Ta Sa Phagavato Arahato Samma Sambuddha Sa. Samma Chaloka Thi Ba Ti Sa Ham Ba Ti Sa Tan cha ya cha tha san ti tha sat tap ba ra chấp kha cha ti kha đề măng hà nu cam vi măng ba chăng sa tham ma phê rim vi na dẫn cha ca su tan cha băng thăng hà phi tham ma chăm a cô ta danh tô ta tu sát tăng đăng ba bờ
Hà nay dây bà đi xa dạ mạch chê. Ê quan xa ham bà cha phà ga quanh tăng hà gia cha thà tuấn hi pha quê na tăng bùa thơ cà ruồn nghe na thì qua a già anh ha bùa tha gia bà nê na mì ga đa dân ta tô ga tô anh cha quát gia đa giờ đây dê à mang ba dì thăm ma tô ta tô ba Phật na tham ma đề sa năng ma ga qua sa ni đề sa si sa ta nan at tha sinh tha cần tại na sa thu ai giờ phanh tế tại sa tu tham ma đề sa năng ba di tha ba đề sa ya anu ca về chúng sanh cả bốn hàng a như sen trong nước minh quang luôn chờ trời lớn đặng nhờ ánh sáng rõ hoa lành đại tạng mùi hương pháp màu ánh sáng phi thường chiều khắp ba cõi rõ đường ai tàn thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản Phật nhận lời nhưng chẳng gì quyết lầm ở đạo dạy đời nhằm vườn lộc giả ngày dời chân sang thuyết pháp độ các hàng đệ tử có năm thầy thinh giữ pháp từ đó là nhóm kiều trần như được nếm hương vị phù dư biết bàn rồi từ đó mở mang giao người lâm hạ giáp vẹn phòng một lòng trăng thôi còn điều lợi ích hằng còn lâu năm cả tam giới thừa ân phổ cập đám mưa hành rơi khắp thế gian bởi cơ tích rõ ràng thịnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi chúng sanh ngồi khắp chốn này tối mê cầu được tri tri vẹn toàn. Nam mô Bụt Tha Giá. Kính cảm ơn Minh Quát Thanh Á cho bài học. Dạ, đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức Minh Mẫn từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúng con được học từ vựng duyên sự và ý nghĩa câu pháp của kinh số 258. Dạ, ra thú lành thai, Nhật Bình kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Con kính dâng mít sư. Dạ, sa thú lành thai, kính tri ân xin Nhật Bình. Bố thầy giả Nam Mô Thầm Mạ. Nam Mô Bố Nam Mô Thầm Mạ giả Nam Mô Sang Khai giả. Con kính đảnh lễ ân Đức Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Tuệ cùng Chư Tôn Đức Hiện Diện. Kính chào bà quý cô tu nữ, thân chào chư Phật tử. Hôm nay chúng ta học câu kệ pháp cú số 28. Tôi xin qua câu kệ này hai lần rồi sau đó chúng ta cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi. Đoạn 1 của câu kệ: Na tề na pan di to, na tề na pan di to hồ tí. Đoạn thứ hai: Vata bahu pha ya vata bahu pha sati. Thứ ba: Kemi aweri afayo, Kemi aweri afayo. Và đoạn thứ tư:
Pandito-tipa-vuchati. Bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi của bốn đoạn này của câu kệ Pháp Cú số 8. Trong đoạn thứ nhất chúng ta thấy gồm có bốn từ. Từ đầu tiên ná là một phủ định từ có nghĩa là không. Từ thứ hai tê ná một giới từ. Chữ tê ná là chữ tá mà chia theo cách thứ ba. Nhưng trường hợp này thì chữ tá đó không phải là chỉ định đại danh từ mà là giới từ. Có nghĩa là do đó hay là vì lý do đó. Do đó, vì lý do đó. Chữ thứ ba, Pandito. Pandito là bậc thiện trí thức. Cuối cùng hô tí. Hô tí là động từ thì là mà. Động từ có nghĩa là có nghĩa thì là mà. Rồi sang đoạn thứ hai. Đoạn thứ hai chúng ta thấy gồm có ba từ. Từ đầu tiên gia quá tăng. Chữ Yawata ở đây có nghĩa là đây là một cái trạng từ so sánh. Đến đây sự so sánh với cái gì đó. Từ thứ hai Bahu. Bahu đây là một cái trạng từ. Xin lỗi, đây là một cái tính từ. Có nghĩa là nhiều. Pha sát tí là động từ. Động từ thi chia ngôi thứ ba số ít. Pha sát tí là nói. Chúng ta bước sang đoạn thứ ba. Đoạn thứ ba chúng ta thấy gồm có ba từ. Cả ba từ này đều chia ở chủ cách. Nhưng mà cả đều là trạng từ. Trạng từ, từ thì chia theo thì chúng ta hiểu giống như tiếng Anh vậy đó. Xin lỗi, ba từ này là tính từ mà chia theo chủ cách. Thì chúng ta hiểu giống như tiếng Anh vậy đó. Tính từ có thêm một cái mạo từ sang trước là chỉ cho người. Thì Kemi là bậc tự tại. Weri quê trái thì Weri hay là người quan trái. Weri là người không quan trái. Rồi Afayo là sợ hãi. Afaya là không phải vô. Chúng ta bước sang đoạn thứ
Đoạn thứ tư, đây là một hợp từ đi tô cộng với lại ý tí, đây là bậc thầy đấy rằng là. Ủa xin hỏi quý vị còn hiểu vẫn còn ok? Ủa hết nghe, có nghe không? À, nghe lại. Pandi gồm có pandito tí, đây là một hợp từ chúng ta tách ra pandito cộng với lại ý tí. Dạ, kính truyền chư Phật tử đã cho biết là nghe lại. Ý tí có nghĩa là, à, từ cuối cùng báo quý chất báo nghĩa được gọi là, hay là được gọi ý tí báo quý chất được gọi là nơi nhau dịch văn xuôi. Đoạn thứ một và thứ hai là thứ bốn. Chúng ta thấy xét theo văn có một con giá chúng tôi cho bây giờ xin mời quý vị chúng ta tiếp tục. Rồi chúng ta dịch văn xuôi, đoạn 1 và đoạn 2 là một câu, đoạn 3 và đoạn 4 là một câu. Đoạn 1 đoạn 2 sẽ được dịch như thế này. Chữ gia quá ta mà chúng ta có thể dịch là cho dầu. Gia quá ta cho dầu pha xít ta nói nhiều. Na tê na không vì lý do đó, tức là không vì lý do nói nhiều đó. Hô tí trở thành pan đi tô bậc trí. Cho dầu nói nhiều không vì lý do nói nhiều đó mà trở thành bậc trí. Đó là câu 1, tức là đoạn 1, đoạn 2. Đoạn 3, đoạn 4. Pandito gọi là bậc thiện trí thức là Khema là bậc tự tại. Aweri bậc vô oán. Aphayo bậc không sợ. Vậy là từ ba đó là định nghĩa cho cái từ Pandito. Đó là toàn bộ ý nghĩa từ vựng và việc dịch xuôi của kệ pháp cú số 258. Chính truyền sẽ đánh minh đạo phần post bài đánh máy để bà con chư Phật tử chúng ta cùng theo dõi kịp được phần chiết nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi của kệ pháp cú số 258. Tiếp theo chúng con thành kính cung thỉnh chư Tôn Đức. Xin được kính mời quý bà, quý cô, tu nữ, Phật tử chúng ta hướng về Tam Bảo để làm lễ tán dương. Rồi cùng nhau bước vào học phần 2 và phần 3 của câu kệ. Arahang sama sambutho faka wutang ka wantang afi wadem. Suat
kha tu phạt tham mô tham măng nạ ma sa mi so ba tan mô phạt ca wa o sa wa ca sang khô sang khang nạ ma tu ra ta na ta ya sa. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ân đức chư Phật. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ân chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ ân đức chư Tăng. Phát sanh do sự cung kính và trong đạo tràng thanh sư con cũng thỉnh sư đáp dạ cảm ơn Minh Quách Thanh Á biết được tín hiệu và cảm ơn Thích Đặng Đông nữa chúng con thành kính lãnh lễ cung thỉnh đại đức đạo tràng quan thị chờ trong giây lát đường nghe sư bị trật rồi chạy và kính mong đạo tràng và dạ, con thấy sư trở lại đạo tràng rồi. Con cung thỉnh sư cầm mít ạ. Ồ, cái hiện tượng này là sao ha? Chúng tôi thấy mình đang cầm mà Nhật đó cũng cầm mít. Rồi xin Nhật mình nói luôn. Mà ở đây chúng tôi cũng vẫn... Chết rồi, vậy là chẳng lẽ nét yếu quá rồi. Báo nói là cáp AAG đó thì theo lẽ xong rồi là bây giờ phải là ok chứ nhưng mà đúng là cái vô minh của mình đó còn quá nhiều rồi thôi bây giờ quý vị nghe được thì chúng ta cùng nhau bước vào học bài mới hôm nay. Hôm nay chúng ta học đến câu kệ Pháp Cú số 28. Câu kệ này được Đức Thế Tôn thuyết giảng khi Ngài Tâu Quán Á đề cập đến nhóm Tỳ Kheo Lục Sư.
như thế chỉ có chúng ta để làm cho xáo trộn hoại nơi thảo luận khó thiên những cái gì các cái vị sư các cái vị sư về họ ô lại nghe bán nữa hả đâu có nghe được à, nghe mà tiếng được tiếng cũng tội cho quý vị. Rồi, dạ, đạo tràng Phan. Hãy chờ trong đây Vinh Quát Tha Na. Vinh coi khỏe không? Cũng rồi, trung luôn rồi. À, bây giờ làm giờ, làm gì khi chờ đào quý vị? Cho Như Quỳnh một tín hiệu. Chứ nếu mà để rụt em rụt lại nhiều ha, xa thú đành thai con thấy sư trở lại rồi. Dạ con kính nhân bích đến sư ạ. Tha giá dạ con cung thỉnh đại đức Minh Mẫn cầm mít ạ. Nam mô Bụt Tha giá dạ con cung thỉnh đại đức Minh Mẫn cầm mít ạ, con kính nhân mít đến sư ạ.
Bích Tha ơi, Đặng Đông còn chút máy không? Đặng Đông còn chút máy không nha? Nhục Quỳnh một chút đông. Dạ, cảm ơn bà Nguyệt. Dạ, tình trạng này chắc là có lẽ sư không vào được rồi. Dạ, đặng chút máy không Đặng Đông? Dạ, Nhục Quỳnh. Rồi rồi rồi, thấy sư online rồi. Dạ, đào ra lát nha. À, thấy đây gia rung cũng sợ nha, mong cho sư bên lại. Dạ, cảm ơn Đặng Đông. Dạ, con thành kính thánh lễ Đức Minh Mẫn vừa quan lâm đạo tràng. Dạ, sư có nghe âm thanh của con, con kính dân bích đến sư à. Nam mô Bích Thầy. Dạ, một hai ba, hỏi quý vị có nghe chúng tôi nghe âm thanh của mình thì rất là rõ, mà không chúng tôi nói với quý vị có rõ nói là không được ngộ thiệt chứ. Bây giờ quý vị nghe rõ thì chúng tôi tiếp tục. À, cái duyên sự này đó, đệ sư phá làng xóm, phá mình có thể nói đó là liền, và nghĩ rằng đó là bậc thiện trí thức, mình là người khôn ngoan lanh lợi, và chư tăng mà cái bắt đầu cái mét lên Đức Thế Tôn thì lúc đó Đức Thế Tôn ngài mới dạy, ngài nói này thì khéo không, ta không gọi những kẻ nói nhiều và làm phiền người khác đó là bậc thiền trí, chỉ gọi người an tịnh không quán thù không sợ sệt đó là bậc trí mà thôi. Có như vậy xong Đức Thế Tôn ngài mới thuyết lâu kệ pháp của 218 mà chúng ta học hôm nay. Đức Thế Tôn thuyết na te na pandito ti awata bahu phasita kemi aweri afayo pandito ti pavuchati. Câu kệ này được ngài Hòa Thượng Minh Châu dịch kệ thơ năm chữ: không phải vì nói nhiều mà bởi xứng danh bậc trí, an ổn quán sợ, đáng gọi bậc trí. Trong thời khi nãy bà con chư Phật đã nghe chức nghĩa từ vựng và vị dịch văn xuôi rồi, cho nên qua hai bản dịch này ít nhiều chúng ta cũng hiểu được ý nghĩa ẩn chứa ở trong câu kệ Pali mà Đức Phật cái câu kệ này đó Đức Phật ngài dạy chúng ta hiểu dựa vào cái thì trong duyên sự nói rằng không phải nói nhiều quá la mắng chửi bới, thì nói nhiều ở đây đó mình hiểu đó là chỉ có nói suông, giống như có một cái chúng ta nhớ đó là ở trong đó có Đức Phật ngài dạy đó, dầu cho nói cả ngàn ngàn câu kệ đó, anh không có thực hành theo thì không có được cái lợi ích gì cả. Đó, thì ở đây mình hiểu là nói nhiều. Nói nhiều ở đó nói nhiều chia theo nhiều loại. Nói nhiều theo kiểu đó là nói thượng, kẻ trên nói cho kẻ dưới là quát tháo, là chủ mắng nhiếc mà. Hoặc là nói nhiều ở đây đó theo kiểu đó là thao thao bất tuyệt. Văn chương có sao. Nhưng mà chỉ mang tính chất đó là đầu môi chót lưỡi thôi.
nói cho người ta nghe chứ không có nói cho mình nghe. Hay nói cách khác hơn đó là nó đã cái miệng thôi mà không có chiêm nghiệm, không đi gẫm, không có sống theo. À, hiểu, nói nhiều ở đây đó là như vậy. Với người dạy, với người có cái tính chất, có cái tính cách giống vậy đó, thì đó không phải là bậc trí thức, hay đó không phải thiện trí. Thì mình ngầm hiểu ha. Nói nhiều vậy đó thì xin thưa quý vị, đâu có thấy mình dễ dàng nói nhiều được ở đâu. Điều đó thì buộc cũng phải có cái kiến, có cái sự hiểu biết thì nói nhiều được. Chứ còn không đó thì mình đâu có cái gì đâu để mà nói. Thì thành ra đó có nhiều tri kiểu trí thức theo cái kiểu đó đó, không phải là bậc hiền trí. Và cái tri kiến đó đang tính cách đó là rộng tích. Tri kiến đó chỉ nằm ở trên cái phương diện là giấy thôi. Chứ còn cái tri kiến kiến thức đó nó chưa có lọt được vô não. Kiến thức đó chưa có thấm vô được máu. Tri kiến kiến thức đó nó chưa có thấm được. Thành ra đó tri kiến kiến thức đó không có biến ra được bằng sở hành hành vi lối sống. Do đó đó là nói nhiều hay là có nhiều cái tri kiến kiến thức vậy đó, theo cái kiểu đó Phật Ngài nói không phải là bậc hiền trí đâu. Mà Ngài dạy nè, Panditopavuchati, bậc hiền trí đó. Thì bậc đó là người được gọi là bậc hiền trí đó. Thì người đó là phải có ba đặc tính. Thứ nhất, Khemi, là người đó đó phải là người có ra hành vi lối sống tự tại, vô ngại giải đạo. Tự tại đó xin thưa quý vị, vô ngại giải đạo là chúng tôi nói thêm. Người đó là phải có một cái lối sống an tự tại. Mà an nhiên tự tại đây mình cũng ngầm hiểu đó là nó đồng nghĩa với là thánh thiện thoát tục. Đó thì với người dạy đó mới được gọi là thiền trí. Đó là một cái đặc tính. Tính thứ hai, Aweri, là người không có quan trái với ai cả. Mà mình hiểu không có quan trái tức là không có hờn giận quán thù. Hờn giận quán thù bất kỳ ai, hờn giận quán thù đối với người, hờn giận quán thù đối với cá nhân bản thân của mình. Đây là đức tính thứ hai. Đức tính thứ ba là Athayo. Athayo là không có sợ hãi, không có sợ sệt chi chi cả. Không có hãi, không có sợ sệt chi chi cả. Đây mình hiểu đó là không có sợ hãi, không có sợ người ta to cao mình, không có sợ hãi vì tiền bạc, vân vân. Vì mình sợ hãi người ta có quyền uy cho nên mới khuất phục làm theo. Vì mình sợ hãi người ta đó, vì người ta có nhiều tiền bạc cho nên khuất phục làm theo. Mình sợ hãi người ta vì người ta cao to lực lưỡng hơn mình cho nên mình mới làm bọn theo một cơ sở. Sợ hãi vì ngu si dốt nát, mình không có hiểu biết cái chi chi cả. Ai nói cái gì, con vật gì mình cũng đều sợ hãi cả. Rồi làm theo. Thì bậc vô sợ hãi đó là không có sợ hãi bất kỳ cái gì cả. Quyền quy mặc kệ quyền, mặc kệ tiền bạc to lớn, mặc kệ to lớn. Không có sợ hãi. Mà sở hành hành vi lối sống dựa trên cơ sở của pháp, y pháp để mà làm. Đó thì với người có ba cái đức tính này nè, thì được gọi là bậc hiền trí Panditu. Dạ, chúng tôi sợ là nó rớt, nó té nữa, nó ngắn gọn vậy đó. Đây chính của cái câu kệ này. Vậy thì qua cái câu kệ này nè ha, xác nhận hai điều. Một là gì ạ? Cái hình thức thôi đó là chưa có đủ, mà phải cần có cái nội dung nữa. Ai mà nói ngon nói ngọt với mình đó,
nói thao thao bất tuyệt, nói hay rồi thì người đó chưa hẳn đã là người tốt. Mà mình phải xem người đó có cái sở hành vi lối sống như thế nào, thì lúc đó đó mình bực người đó là người tốt hay là không. Thì ở đây đó chúng ta đang học cái phẩm gọi là phẩm lộc, thì chữ tham mắt thu đó chính là bậc thánh, nên chữ pan đồng nghĩa với chữ tham mắt và đồng nghĩa với chữ ariya là khi từ chỗ này mình mới suy ngược quay lại. Thì đó bậc thánh này có phải là người nói theo kiểu đầu môi trong lưỡi không? Có phải là cứ thao thao bất tuyệt nói cho người ta nghe chứ không thèm nói cho mình nghe không? Bậc thánh được xem là con nhà thánh không có giống lòng đành. Các đứng Như Lai, các Như Lai là những người nói sao làm vậy, làm sao nói vậy, thì nói không nhầm làm nhiều hơn nói. Nói làm một, nói hai là thì có lòng gì? Thánh nhân là người đó làm, chứ không có cái kiểu đó là môi chọc lưỡi. Nói cho nó đem miệng, nói để cho người ta nghe thôi, nói để cho người ta làm thôi, chứ không phải nói cho bản thân của mình, nói để mà mình làm mình thèm. Thì với người mà chỉ màu mẻ bên ngoài vậy đó, Đức Phật Ngài nói đó không phải là bậc thiện trí, đó không phải là bậc Bánh Đi Tô. Mà bậc Đi Tô là phải những pháp tính có. Thì ở trong câu kệ này nè, nương theo này nè, nương theo cái duyên sự đề cập về cái lục sư hay nhóm lục bậc hiền trí đó, có bậc là khê đi. Khê-mi là người có cái đời sống tự tại, an nhiên tự tại. Thì an là sao? Kinh Mangala Sutta Pháp Hạnh Phúc. Trong đó cái đoạn đó, Phút Tha Lốt Các Thâm Lúc thăm mê hít chất tăng giác giá sân cam bát tiện a sô măng ê tâm măng gà lâm bút măng. Các ngài mới dịch ra đó là khi xúc chạm việc đời, tâm không động không sầu, tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng. Để được đời sống an như tự tại này nè, khi xúc đời tâm không động không sầu, tự tại, tức là tự tại trước tám ngọn gió đời. Tám ngọn gió đời thì đó mình nói gọn lại là được được danh mất danh nè, lợi mất lợi nè, được khen bị chê nè, đau khổ hạnh phúc nè, đây là tám ngọn gió đời. Thì tám ngọn gió cái gì nó thổi tới tám hướng, chứ không phải là thổi đi rồi thổi lại không đâu, nó thổi đủ hướng đủ phương vậy đó. Đó mà cái tâm nhiên tự tại thổi bởi tám cái ngọn gió đó, thì lúc đó mới được gọi là tại an nhiên tự tại. Bây giờ mà người ta khen thì mình thích, mà ta chê mình ghét nè, hoặc là mình không khen không thích bị chê nhưng mà họ cúng họ mời mình thì mình vui, mà không có được cúng không được mời đó thì mình buồn, thì lúc đó cũng được cũng được. Mình phải có cái tâm bình thản an nhiên tự tại
Ngài đối với ta tám ngọn gió này, chứ không có phải là chỉ ngọn gió, thì lúc đó mới xem như là tự tại. Thì bậc hiền trí đó là người như vậy, người sống an tự tại đối với khen danh được mất, đau khổ là hạnh phúc như nhau. Và tại sao được vậy, xin thưa quý vị? Người này người ta hiểu rõ ràng sở dĩ mà được đó là do phước, còn mà bị hay là mất đó, là do cái quả khổ tồn tại. Tức là còn cái thân ngũ quẩn này nè, thì tất yếu còn phối bởi nghiệp cũ, thì đổ về hồi xa 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 xưa đó, là mình đã tạo vô vàn những thiện nghiệp, song song bên cạnh mình cũng đã từng tạo vô vàn những bất thiện nghiệp. Thiện nghiệp bất thiện nghiệp đó nó đổ quả mãi mãi cho nào chư yên tiếp bàn, thì thành xử ra mình thân ngũ quẩn nè, còn hiện ngủ đây nè, thì thiện nghiệp bất thiện đó nó vẫn đeo đẳng, nó trổ quả mãi mãi. Nghiệp thiện thì cho mình cái quả cuối, còn nghiệp bất thiện mà nổ quả thì nó cho cái quả quả không vui. Hiểu rõ vậy đó, thì cái dẫn dân đối với tám ngọn cho đó. Đây là đức tính thứ nhất của bậc hiền trí. Hai là Aweri. Aweri là vô oán, người sống không còn quán giận. Tình quán thù quán giận hay là mình trái kết quan trái với người khác, xin thưa quý vị, chúng sinh khác. Khi nào mà quý vị không còn nghe nữa, hoặc là nghe mà nó bị chập chằng, thì cũng quan hệ cho chúng tôi biết để chúng tôi điều chỉnh. Mình gây quán quý vị xin chúng ta nhớ một cái câu kệ mình đã học xong xong đối với cá phẩm đầu tiên. Thế đó Phật ngày dạy Akuchimang qua thiên mang Achinim Mahasime Ye chatang upanay han tí Tê sang nas Akuchimang là nó tôi. Akuchimang Achinimang nó đánh, Achinimang là nó chiến thắng tôi. Ahasime Ngài Hòa Thượng Minh Châu ngày dịch là cướp, mà Ahasita là nó chiếc. Dê chắc tăng Upanay hàn tí là giết người nào ai ôm ấp ôm giữ tìm cái sự quán giận đó. Tê xăng nó xăm là những cái sự quán thù đó không có được yên lặng, không được yên lặng. Như thì sợ cái gì đó mà cái hay là mình quán ghét quán thù quan cái với người nào đó đó, thì do mình nghĩ mình nó mắng, nó nhiếc mình, nó chửi bới mình, nó đánh đập vô, nó mắng nhất, nó chửi bới vô cái lỗ tai của mình nè, nó chiến thắng thì nó cũng thắng, thì danh vọng nó cũng thắng, người cao to hơn mình, rồi vợ nó cũng đẹp hơn mình, con nó cũng ngoan hơn mình, tầm nó cũng đẹp hơn mình, nghĩ vậy rồi nói mình nó chiến, tức là nó tru dại mình. Do có những cái ý nghĩ vậy đó, cái bắt đầu là gì? Mình mới khởi án ghét thù hằn, thù địch tượng kia, đối tượng kia dầu là người hay là Phật.
đó thì sở dĩ đó mà khởi được cái ý nghĩ giờ đây là gì? Vì do rằng có hiểu có thấy đức tính phán đầu tiên nói cô thủy luôn à, mình còn cái thân ngũ quẩn đây còn cái tồn tại này nè là mình phải bị chi phí bởi nghiệp thiện nghiệp bất thiện mà tạo từ vô thủy luân hồi. Nghiệp mà nó đổ quả thì mình bị quả thì mình được đó, sở dĩ mà người ta mắng mình nè à. Thì xin thưa quý vị đó, người xưa người ta nói đó không có sao có lửa đó, trong đời sống thường ngày nè mình không có làm cái lỗi lầm, mình không có làm cái chuyện điểm hết thì mắc mớ chi người ta chửi ta hét mình. Điều thứ nhất, điều thứ hai là có khi trong đời sống này nha hành vi lỗi sau kêu quan hảo nhưng mà cũng vẫn cứ bị người ta mắng tới, thì đó là do nghiệp quá khứ đến thời nó trộn cho nên mới bị người ta làm bị người ta chửi. Nên chi ngài mới dạy là cái ai nên đi tung ở trong đời sống này không có ai hoàn toàn được khen hết, không có hoàn toàn bị chê, đến đứng như lai đây nè còn bị la, còn bị người ta mắng nữa, huống hồ là người khác. Còn đó là do gì? Nhân quả nghiệp báo. Nhân quả nghiệp báo đó. Mà mình không có hiểu ra, chúng sinh không có hiểu ra vậy thì thành ra nó mới có cái ý nghĩ là gì? Nó đánh tôi, nó mắng tôi, nó chửi, nói lại tôi, cái thành ra đó làm cột quan trại. Và mới cột quan trại thì những người mà quan trại là những sự sân hận mạnh mẽ. Còn sự sống vậy là gì? Chánh kiến quả yêu, chánh kiến về nhân quả nghiệp báo chưa có. Chứ đừng có nói chi tới thành tựu được chánh kiến về báo. Thì thành ra đó mới còn bị quan. Còn người nào mà thành tựu được chánh kiến về nhân quả nghiệp báo này không còn nữa sẽ trở thành người vô sân. Bậc hiền trí là người còn sân hận, bậc hiền trí người không còn quan trại dài cả. Đó, không có quan trại dài cả vì gì đó hiểu rõ rằng về nhân báo. Mình bị là vì do mình đã tạo cái khổ ở trong đây này cho đến vô hồi. Nếu khi bị người ta đánh mà mình đánh lại, tức có nghĩa là mình bị người ta đánh mà điều chỉnh tới lại, tức mình bị người ta đánh hằng học tức tối nè, bực bội nè, là mình bậc hiền trí là người làm như vậy. Mà bậc hiền trí hiểu ra đó là quả khổ. Quả khổ này do mình đã gieo ở trong đời sự kiếp trường. Thì thành thử ra là gì? Ngay khi đó người ta an trú ở trong từ là cái quả khổ, khổ luân hồi của tôi. Anh đánh tôi là cái nhân khổ luân hồi. Tôi không có khả năng để tế độ, để quá độ, để giảng bày cho anh hiểu được về nhân quả nghiệp báo. Thì mong rằng thiện nghiệp bất thiện anh tạo sẽ giữ cái tâm của mình ở trạng thái xả tóc. Thiền trí là vậy. Rồi đó, pháp thứ ba, anh phải tự hại. Thì nếu mà bà con chư Phật chúng ta có học về tâm thế, tức là học về ví dụ pháp đó. Thì sự sợ hãi này nè, đây chính là tâm.
Với người mà còn sân tâm thì người đó sẽ không còn sợ hãi. Thì tại sao mình có sự sợ? Tại sao mình có sợ hãi? Xin thưa quý vị, ta học cái phẩm tham ái rồi đó. Ái nè, tên sầu u nè. Ái nè, tên sợ hãi. À, thế những ai mà không còn ái đó, thì người đó nó sẽ không còn sợ, người đó sợ hãi. Nghĩa đó là mình còn thích, à, thích đủ thứ, không cầu ước muốn thứ. Thì từ cái chỗ thích đủ thứ mình mong cầu thứ đó đó mà cầu đó không có được. Đó. Rồi là gì? Cái cầu ước đó mà nó có được thì là gì? Cũng sợ, sợ mất đi. Thế đó là mà còn tham thì người đó sẽ còn. Nên những không còn tham thì người đó mới không còn sợ. À, thì thử hỏi bà Phật tử chúng ta, chứ trong đời này có bao nhiêu đối tượng còn sự sợ hãi? Bao nhiêu đối tượng không còn sự sợ hãi? Đúng rồi, bốn đối tượng không còn sự sợ hãi. Trong bốn đối tượng đó đó có không phải có bà la hán. Bậc a la hán mới là người không còn sự sợ hãi. Bậc nhị còn sân hận không? Cho đến bậc tam quả đó, thì mới hết sân hận. Tam quả đó còn ái. Ái là nhân từ. À, xin lỗi, cái quả từ nhân ái. Tam quả dẫn. Mãi cho đến quả ra thì mới hết sợ. Bốn đối tượng đó có bậc tứ. Ba đối tượng kia lại à? Con thuần chủng, con ngựa thuần chủng nữa, rồi con bò mập. À, những ông sợ ra là gì? Nó ý vào sức mạnh của nó. Nó là nó có sức mạnh vô đối, thành ra nó không ai hạ được nó. Đổi đồng loại nó không ngại được nó. Nên nó không có khi mà đứng trước đồng loại. À, nhưng mà A-la-hán không còn sợ hãi vì rằng ngài không còn tham, ngài không còn. À, cho nên ngài không còn sợ hãi. Ai mà kề cổ của ngài đi nữa đó, thì ngài cũng không có sợ hãi. À, vậy thì đây đức tính phát triển câu kệ này. Thế qua câu kệ này đó, với mỗi người chúng ta đó đều cố gắng phấn đấu để trở thành bậc, đều cố gắng phấn đấu để trở thành bậc, đều cố gắng phấn đấu để trở thành bậc chân nhân, đều cố gắng đấu để trở thành bậc thánh. Tùy theo phương diện khía cạnh gọi cái tên, chứ còn kỳ thực ra là gì? Mỗi người tu Phật của chúng ta ráng cố gắng để cái pháp tính này. Mà muốn thành tựu được các pháp tính này đó là mình phải tập dần dần để bỏ bào mòn đi tham si. Điều này có nghĩa là tất cả các việc thiện của mình, mười nhân thiện đó mình thực hành đó, để đến hoặc cắt đi tham si. Cho nên ở trong kinh Ý Tí Vú Tá Cá, cái phẩm
Một trong những phẩm ở trong cái kinh đó, đó Đức Thế Tôn Ngài dạy đó là sống phạm hạnh này nè, không phải để cho người ta khen mình. Sống phạm hạnh này không biết mình. Sống phạm hạnh này không phải để cho người ta để dẫn đến lợi đắc cung kính dành Phật. À mà sống phạm đó để chi à? Sống phạm hạnh này đến thu thúc, tức là gìn giữ tam hành, hoặc là gìn giữ để dẫn từ bỏ cái hư tật xấu, từ bỏ pháp. Sống biến tri, tức là rõ ràng về Bồ Đề, cái gì là hiểu rõ ràng. Sống đời phạm hạnh này để dẫn đến liễu tri, tri là liễu tri thành đề. À như vậy thì khi mà chúng ta bố thí hướng đến điểm đó, chúng ta trì giới cũng phải hướng đến các cái đó, cũng hướng đến điểm đó, chúng ta nói pháp cũng hướng đến các cái đặc điểm đó. Thì như vậy đó là tập để mình có được các pháp tính tự tại nè, vô oán nè, vô sợ. À, thì khi đó mình mới được xem như là đúng pháp, giống như cái câu kệ phía trước mà mình đã học vậy đó. Ông đó là pháp bảo đem lại cái lợi lạc cho người nghe. À, bây giờ đã là 8, thành ra chúng tôi xin được chấm dứt cái thời giảng với đề tài 58 tại đây. Sự giảng pháp này chúng con thành kính cúng dường đến tôn đức, cầu mong các ngài được an vui trong đời, chia đều phần phước này đến quý bà quý cô tu nữ toàn thể chư Phật tử, chia đều đến tất cả chúng sanh nam hai giới bốn bài đồng an vui tiến hóa đồng như cả phải. Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, thay mặt đại chúng trong rung còn xin để Đức Minh Nghị con làm đạo tràng vương ý nghĩa và duyên sự bài kinh pháp 58 con thì con xin kính bình mẫn và con xin được cả cũng thỉnh đại đức trở lại để theo rung, tại vì đại đức qua rung Phật pháp con kính là cũng thỉnh đại đức. Dạ, thưa thầy, con Sammanuvāvena sapasaṅkhānuvāvena sadāsote bhavantu te sinh cho quả của tâm tâm hoa cho đứng cho thành tựu mỹ mãn, được thành tựu mỹ mãn. Thu sa thu lành thầy, con xin được thành kính đức mẫn cho